Xin được giới thiệu cùng với mọi người một chùm tinh thể thạch anh trắng pha lê, mọc chua tua tủa lên như trông luôn. Đá thì nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Viên này thì có chiều dài này nó là dài 12 cm. Đây là đá gốc này, khi khai thác đã được cắt gọt từ một cái vỉa đá ra. Trên này tất cả nó đều là thiên nhiên tự nhiên các bác nhé, không hề mài giũa cắt gọt gì cả. Tất cả các cái tinh thể này nó đều là hàng thiên nhiên tự nhiên, không hề gắn ghép. Viên này thì có khối lượng của đá nặng là 400 g. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 150.000 đồng. Chuyển khoản để bao ship toàn quốc. Kênh của tôi bán hàng thì luôn luôn ưu tiên cho những khách hàng chuyển khoản trước. Bởi vì khi mà khách hàng chuyển khoản sau ấy, thì chúng tôi sẽ về tăng thêm chi phí, đó là mất thêm cái phí thu hộ. Và thứ hai là cũng có rất ít thôi, nhưng mà có một số bác đó là đặt hàng cho vui mồm, đặt xong thì không lấy hàng. Cho nên chúng tôi rất là mắc công, đóng hàng, sau đó gửi hàng đến khách không nhận và phải chịu thêm cái phí cước của đơn hàng người ta hồi về nữa. Cho nên là các bác cũng hết sức thông cảm, cố gắng chuyển khoản trước cho tôi và tôi sẽ bao ship toàn quốc. Còn riêng các đơn hàng nước ngoài là không bao ship các bác nha. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp, đá thiên nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.